Dạ vâng, và có thật là em rất đồng tình với cách cư xử của bà Thủy, còn anh Quân thì như thế nào ạ? Phải nói rằng nó là phản ánh đúng cái tính chất mà mình nên ứng xử với lại con trẻ trong quá trình là mình tiếp nhận cái kết quả. Tại vì quả thật rằng là cái thi cử là một cái việc mà ai cũng mong muốn rằng mình sẽ đạt kết quả cao. Yeah. Bản thân các bé cũng vậy. Các bé chắc chắn rằng là sẽ mong mình đạt kết quả cao vào trong lớp, thì các bé sẽ mong là mình có được những cái thứ hạng mà hàng đầu thì càng tốt. Nên là các con đã cố gắng rất là nhiều. Tuy nhiên cái sự cố gắng đó có thể rằng trong quá trình làm bài thi thì cái yếu tố tâm lý của con chưa thật sự tốt, hoặc đôi khi cái nội dung mà cái bài thi đó nó lại không đúng với cái sở trường của con, thì kết quả có thể nó sẽ không có được như ý. Nhưng cái điều quan trọng rằng là khi mà chúng ta là người lớn đó, chúng ta nhìn nhận và ứng xử với kết quả như thế nào thì là một cái điều mà nó rất là quan trọng. Tại vì nếu như mình sẽ phủ nhận cái kết quả đó thì chắc chắn là trẻ sẽ cảm thấy rất là buồn rồi. Tại vì con đã cố gắng, con đã siêng năng và con thức đêm thức hôm để học, chứ con đâu có phải là lơ là gì đâu. Và như vậy thì mình đã phủ định cái sự cố gắng của con. Nên thành ra rằng là mình sẽ nhìn nhận cái kết quả này nó sẽ không có quan trọng bằng việc là con đã thật sự nỗ lực hay chưa. Tại vì thật ra cuộc thi thì trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều các cuộc thi khác nhau. Mình có thể là đang ở cái thứ hạng 20 giống như bé Ngọc ngày hôm nay đi, nhưng mà ở học kỳ sau hoặc là ở những cái năm sau mình hoàn toàn có thể là vươn lên mà. Với lại thật ra cái thứ hạng đó nó cũng không phản ánh được tất cả cái gì cả, mà cái quan trọng là con mình học được cái gì. Và cái sự so sánh này nó cũng chỉ dừng lại ở cái mức độ là cái học thuật và cái kết quả thi cử thôi. Nhưng mà con mình có phát triển hay không, và con mình có nhận thức được hoặc là con mình tiếp nhận được những cái kiến thức ở nhà trường, và ở nhà mình con sống như thế nào kìa, mới là cái điều rất là quan trọng. Chứ đôi khi vì một vài con số hoặc là vì cái thứ hạng mà không có đúng như mình mong đợi mà mình thể hiện ra cái thái độ đối với con thì chắc chắn rằng là đó là điều không nên rồi, đúng không Minh Ngọc? Dạ vâng, và em nghĩ là điểm số là thứ mà mình có thể thay đổi được, nhưng mà đôi khi cách cư xử của những người lớn làm tổn thương bé thì những vết thương đó đôi khi là sẽ theo đến suốt đời. Hoàn toàn đồng ý với Minh Ngọc ý này luôn. Bởi vì cái con số đó nó chỉ phản ánh cái kết quả bài thi tại một thời điểm thôi, chứ còn ngoài ra thì trong quá trình học nữa kìa. Rồi không chỉ là một môn mà còn nhiều môn khác nhau. Mà quan trọng là mình hãy nhìn vào cái sự cố gắng của con để mình động viên, mình ghi nhận. Bởi vì cuộc thi như chúng ta đã nói đó, sẽ có vô vàn các cuộc thi khác nhau, và lần này có thể mình chưa tốt. Vậy thì hãy cùng với con để nhìn nhận xem là tại sao con đã cố gắng rồi nhưng mà con lại đạt điểm không cao. Và mình ngồi mình phân tích với con như vậy đó thì sẽ phát hiện ra là có thể là con chưa đọc kỹ đề bài nè, hay có thể là trong lúc đó con lo quá lắng quá, thì lần sau mình sẽ điều chỉnh hơn thôi. Tại vì một điểm số nó đâu có ảnh hưởng gì đến cả cuộc đời đâu. Nhưng cái quan trọng là mình thể hiện cái thái độ mình không hài lòng đó thì chắc chắn là các con sẽ cảm thấy rất là bị tổn thương. Một lời nói nó sẽ có thể có tác động một cách rất là ghê gớm, nhưng đôi khi không cần nói gì. Giống như câu chuyện ngày hôm nay, bà mẹ đâu có nói gì với bé Ngọc đâu, nhưng mà qua cái thái độ hoặc là qua cái cảm xúc của người mẹ đó thì những đứa con hoàn toàn có thể cảm nhận được. Và cái điều này thì chắc chắn là nó không tốt rồi. Bởi vì thay vì như vậy đó thì hãy thể hiện sự đồng cảm với con và cùng với con để tìm ra cái nguyên nhân và giúp cho con sẽ có thể làm tốt hơn ở những bài lần sau mới là cái điều quan trọng. Chứ còn thứ hạng thì nó chỉ làm ở một cái thời điểm nhất định thôi mà. Dạ, yeah. Và đây là một câu chuyện mà chị Hảo không có la, không có đánh bé Ngọc. Nhưng ở ngoài kia còn rất nhiều phụ huynh đặt áp lực rất lớn về mặt điểm số cho con em mình. Và khi mà bé không đạt được điểm số mong muốn thì sẽ lại tiếp tục đẩy con em mình đi học thêm nhiều lớp nữa. Và em nghĩ là mỗi bé thì sẽ có một điểm mạnh ở những vị trí khác nhau. Bé thì giỏi thể thao, bé thì giỏi nghệ thuật, chứ đâu thế nào mà ép buộc mãi một con đường như thế. Rất là chính xác đó Minh Ngọc. Tại vì trong tâm lý học khi mà mình nói về cái trí tuệ đó thì bây giờ cái lý thuyết là trí thông minh đa dạng đó nó rất là phổ biến trong tâm lý học hiện nay. Và đúng như Minh Ngọc nói đó, mỗi bé sẽ có những cái trí thông minh ưu việt ở những cái lĩnh vực khác nhau. Hồi đó đến giờ mình nói đến trí thông minh tức là mình chỉ nói đến cái việc là IQ, chỉ số EQ đó. Nhưng mà rõ ràng bên cạnh đó thì còn có tất cả là 9 cái loại trí thông minh kìa. Và trí thông minh toán học nó chỉ là một thôi, nhưng chúng ta còn trí thông minh về ngôn ngữ, về không gian, về vận động cơ thể, trí thông minh nội tâm, trí thông minh tương tác, rồi trí thông minh về hiện sinh và các cái loại trí thông minh khác nữa, để cho thấy rằng là mình cần phải biết con mình đang mạnh ở cái lĩnh vực nào. Và có thể điểm thi của con môn toán không cao đó, nhưng mà môn văn
hoặc là những cái môn về xã hội con cao thì sao. Nên là cái chuyện là mình ứng xử với cái kết quả thi thì nó sẽ phải nhìn nhận trong một cái tổng thể, là cái năng lực của con chắc chắn là không thể cái gì con cũng giỏi được rồi, mà con có thể giỏi một hai cái lĩnh vực thôi, còn các lĩnh vực còn lại thì đương nhiên nó sẽ không bằng. Vậy thì con mình cũng rất giỏi rồi đấy chứ, chứ đâu có phải con mình là một đứa trẻ tệ đâu. Và khi mà bé bị điểm thấp đó thì trước hết là bản thân bé đã buồn rồi, mà bây giờ người lớn, đặc biệt là cha mẹ lại còn khó chịu hoặc là thể hiện sự không hài lòng, thậm chí lại còn chì chiết thêm con mình á, thì chắc chắn là sẽ làm một cái sự tổn thương rất là lớn đối với con. Hãy thông cảm với trẻ trong những cái trường hợp như vậy, cần hiểu rằng con đang mong được nâng đỡ cảm xúc chứ không phải là cha mẹ lại dìm cảm xúc của con xuống, thì rất có thể sẽ có những hành động tiêu cực và thậm chí là những cái hành động mà tồi tệ đã xảy ra như chúng ta đã thấy. Nên là mình nhìn vào kết quả của con, hãy nhìn vào sự cố gắng của con và hãy nhìn rằng học tập là một hành trình chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Lần này mình chưa đạt kết quả như ý thì mình vẫn còn những cái khoảng thời gian khác để mình cố gắng, mình cải thiện. Và khi mà bé buồn vì kết quả không tốt như vậy thì một số bé tìm đến sự an ủi từ gia đình, nhưng một số bé thì cứ giữ điều đó cho riêng mình. Vậy thì qua đây tiến sĩ hãy chia sẻ một chút cũng như là gợi ý cho các bé cách để vượt qua nỗi buồn của mình nhé. Các bậc phụ huynh hãy là những người tinh tế và quan sát con của mình mỗi ngày. Tại vì là ba mẹ thì mình hiểu rõ tính nết của con rồi, nên khi mà mỗi một kỳ thi trôi qua đó, những cái ngày tháng mà có kết quả thi, nếu như mình chịu khó mình quan sát thì mình sẽ biết được rằng là con mình đang có cảm xúc tiêu cực nè, các bé đang cảm thấy buồn. Lúc đó cha mẹ hãy chủ động ngồi xuống để nói chuyện cùng với con và chia sẻ về mặt cảm xúc, có nghĩa rằng là ba mẹ biết rằng con cảm thấy không hài lòng về cái kết quả kỳ thi vừa qua. Tuy nhiên thì ba mẹ thấy rằng con đã cố gắng rồi và con cũng đã rất là nỗ lực để đạt được cái kết quả tốt, và chúng ta vẫn còn những kỳ thi khác nữa. Tại vì nếu như con buồn đợt này thì con sẽ không có, gọi là sẽ có cái sự nỗ lực để mình cố gắng ở những lần sau, và cha mẹ lại cùng với con để thảo luận những cái giải pháp. Thế là con sẽ cảm thấy rằng cha mẹ là người hiểu mình, cha mẹ đã ghi nhận cái sự nỗ lực của mình và cha mẹ lại giúp mình trong cái việc là sẽ có cái phương pháp học tập đúng hơn để lần sau mình đạt kết quả cao hơn nữa. Lúc đó thì cả nhà đều được nâng đỡ và hỗ trợ về mặt cảm xúc, và cái những kỳ thi sắp tới thì kết quả nó sẽ có thể là tốt hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Hồng Quân với những chia sẻ vô cùng tuyệt vời về cách ứng xử với kết quả thi của con dành cho quý vị khán giả của Bí kíp Hạnh Phúc. Và chúng ta còn rất nhiều điều đặc biệt chia sẻ cùng nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của Bí kíp Hạnh Phúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ đây thì Minh Ngọc và tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân xin chào và hẹn gặp lại quý vị.